Ơi, ở đây là khu du lịch Thúy Thuận nha các bạn, thị xã Tà Nung, Đà Lạt. Ở đây thì cái khung không gian nhìn rất là rộng rãi luôn á, nhưng mà có vẻ hơi nắng. Để chút mình vô trong coi nó làm sao nha. Cách thành phố Đà Lạt khoảng 16 cây số, 16 20 cây gì đó mình không nhớ, cỡ đó. Đi taxi xuống 220k. Rồi bây giờ mình vô đây nha. Nãy mua vé xong rồi. Mình vô lấy nước. Chưa rung. À, bây giờ chọn nước đây luôn hay sao em? Trong quầy sẽ có menu như thế này cho mình chọn ở trong quầy. Ok. Chọn tối bên này và trong quầy. Bảy trăm ngàn một vé, không có nước. 100 ngàn thì có nước. Với người lớn, với trẻ em là 35 ngàn. Không có nước. Anh cho anh thêm cái tờ rồi xuôi giới thiệu đi. Vô trong đó là mỗi người chọn một ly nước. Đây 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 đây. Nước nào cũng được. Vô đó chọn. Cầm vé đi, cho 30 vé. Đây có nước nha các bạn. Ờ, lên lên. Đúng rồi chị ơi. Bây giờ có vé vô nè. Vô 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 vô. 9 người lớn 2 trẻ em. Rồi mỗi người mở vé giùm em tí, giữ vé bao quay họ đền nước nha. Em bé đây đúng không? Em bé đó. Rồi cầm vé này order nước. Hôm nay đi tham quan du lịch cà phê Thúy Thuận Đà Lạt. Mình review cái này nha các bạn. Rồi vô lấy nước ô đi. Order nước. Chút mình sẽ ra lấy nước. Bây giờ ngoài nước đang rất là đông. Đang rất là đông. Thôi mình đổ hết cháo. Thôi đi. Qua đảo cây khác đi. Hôm nay có gì? Đây là ly nước 100k nha các bạn.
trong cái khu chòi nhỏ nhỏ. Khu đó có chảo hả? Chảo ngoài hả? Ồ, ở dưới nhìn đẹp nha. Dưới xa xa có thác nước này nhỏ. Đó, ở đây trồng mấy cây giống như mấy cây thông nhỏ nhỏ vậy thôi. Đây là lót thảm cỏ gì, cỏ giả bằng nhựa nha, chứ không phải cỏ thiệt nha. Mình đang review khu du lịch Thúy Thuận ở Đà Lạt để cho các bạn xem, để có một cái địa điểm có thể tham khảo khi mà đi du lịch Đà Lạt. Dưới xa xa là cái hồ nước. Rồi, bên này có gì? Đây là dạo trên không. Là dạo trên không. Mà xuống đây luôn nha. Có miếng cái dầu giả. Cơ bản là bây giờ mưa giờ thành ra cũng hơi nắng. Đây có hoa nè, hoa giả nha, cái này hoa giả không hoa thiệt, hoa giả. Ở đây là những trái tim. À, bữa tối chắc có đèn nè, bữa tối có đèn. Mình chỉ review một lần duy nhất thôi nha các bạn. Đây, đây có trái bí đỏ nè, này cái bí bằng nhựa. Đó, dưới là chụp hình dưới nè, nhìn khá đẹp chứ. Đó, review tổng quan hết khu vực khu du lịch Thúy Thuận nha. Ở kia là hết rồi. Rồi nhìn lên đây. Rồi quay ra ha. Đó. Vì những bức hình đẹp người ta sẵn sàng đứng ngoài nắng chụp hình. À, đây là tổng thể khu du lịch. Ở trong này bán bữa trưa có bán đồ ăn luôn. Trong này bữa trưa có bán đồ ăn. À, cơ bản khu vực bên trái là tới đây là hết rồi đó. Bây giờ mình phải đi nhánh bên phải. Đây các bạn nhìn thấy nè. Đây, mình đặt ly nước ở đây nha. Cái ly nước ở bên đây nè. Rồi mình đi dạo ở đây một cái. Đi dạo. Nhưng mà thấy hơi nóng nha, chơi xong nóng lắm á nha. Ở đây có khu vui chơi nè. Con chơi rồi. Chấp nhận thử thách. Chấp nhận thử thách luôn nha ba.
con chấp nhận thử thách. Rồi ở đây là cánh phải, cánh phải của khu du lịch Phú Thuận. Rồi mình xuống cái khu vực thung lũng của cái khu du lịch Thuận Thí. Nãy mình xuống trên kia rồi, nãy mình đứng trên kia rồi, giờ mình đi xuống nè, xuống nó dốc xuống đây, mình xuống đây. Rồi ở đây có cái dòng sông nhỏ nhỏ, thác nước kìa, dẫn qua kia đi, mình sẽ đi qua thác nước thôi, đâu gì đâu mỏi. Đi chơi phải mỏi chân chứ. Đó, mọi người quay phim chụp hình mỏi chứ. Quẹo. Rồi đi qua đây. Ở đây là một cái cầu nhân tạo bằng xi măng. Không, đi cục ở đâu mà cục thắm một cục không này. Ở đây có cái hồ nước này, có mấy con cá gì? Cá rô phi ở đây có cái thủy cảnh nhỏ nhỏ. Giống như mai cận sao cục rồi. Đây, ở đây có cái thác nước nhỏ nhỏ nha, các bạn có thể chụp hình chiêu chiêu được. Mình phải review cho các bạn xem nha. Rồi thôi mình sẽ cỡ lên nha. Đó, tới đây thôi đó, hết rồi đó.